Phụ nữ ở đây mà nặng dưới 100 cân thì thành ế luôn nhé. Người gầy ở đây sẽ bị kỳ thị, chỉ ai trên 100 cân mới có thể được gọi là người đẹp. Ước mơ của đàn ông trong làng là cưới được một cô vợ 100 cân. Khi phỏng vấn họ nói về một phong tục kỳ lạ đã được truyền lại hàng nghìn năm khiến nhóm chương trình càng sốc hơn. Bốn người này chính là nữ thần địa phương, cô nào cũng béo ục ịch, ngày béo càng có nhiều người theo đuổi. Họ chuẩn bị tranh cử làm hoa khôi làng, tiêu chuẩn để tranh cử hoa khôi làng là hơn 100 cân. Sau khi ăn xong họ lại đi cân, người đầu tiên nặng 105 cân, vừa đạt yêu cầu, người thứ hai nặng 134 cân, cũng khá ổn, người thứ ba nặng 142 cân, rất có tiềm năng. Tuy nhiên hoa khôi hiện tại của làng tỏ ý không hài lòng và cẩn thận đứng lên bàn cân vì sợ dẫm hỏng cái cân. Quả nhiên sau khi hiển thị 214 cân thì cái cân tắt điện luôn. Nhưng hiện tại vị trí của cô ấy vẫn rất ổn định. Đây chỉ có người nặng hơn 100kg trở lên mới được gọi là mỹ nữ. Đến cả cô gái trẻ này đã nặng tới gần 110 cân. Vì vậy cô ấy đã có bạn trai. Cô ấy còn nói rằng bạn trai cô rất yêu cô. Vì tò mò nên nhóm chương trình đã phỏng vấn những người đàn ông trong làng. Kết quả mọi người đều nói rằng họ thích béo, càng béo càng yêu càng thấy quyến rũ. Còn cho biết phong tục này đã được truyền từ hàng nghìn năm nay. Một người vợ béo có thể thể hiện sự thành công của mình và có thể khoe ở mọi nơi. Họ tin vào một câu nói ở đây: phải lấy vợ béo thì cuộc sống mới sung túc. Trong cuộc phỏng vấn chúng tôi cũng thấy một cặp đôi thể hiện tình cảm của họ. Người đàn ông đang giúp vợ làm sạch áo, trong ánh mắt của anh ấy lộ rõ sự cưng chiều vợ. Sau đó chúng tôi đến nhà của cặp vợ chồng kiểu mẫu nổi tiếng trong làng. Khi bước vào thì thấy một người phụ nữ đang ngủ, anh chồng cẩn thận đánh thức vợ dậy, còn chu đáo thoa phấn rôm cho vợ để ngăn ngừa tê liệt. Cô cho biết đã kết hôn được 16 năm nhưng chồng luôn chiều chuộng cô thế này, và cảm thấy giống như một công chúa nhỏ. Cô còn nói rằng trước khi kết hôn cô rất gầy, trông không xinh chút nào. Không cần nhiều lời, lên cân luôn xem nào, gần 148 cân. Quả nhiên đúng tiêu chuẩn của một dáng người đẹp. Nhân viên muốn thử xem cõng nàng công chúa nặng 150 cân trên lưng sẽ có cảm giác thế nào. Kết quả tí thì gãy lưng. Người phụ nữ đã cho nhóm chương trình xem quần áo của mình và trông nó to bất thường. Cô ấy nói rằng đó là quần legging để làm nổi bật dáng người của cô ấy. Và sau đó đặt chiếc quần vào. Chiếc quần thực sự làm nổi bật dáng cô ấy. Công việc hàng ngày của cô là ăn, ngủ và xem TV. Cô nói phổ biến nhất là nấu cơm xong chưa. Người chồng nghe xong liền vội đi nấu cơm và nói không dễ gì mới lấy được vợ. Mấu chốt là lấy phải một cô vợ xinh đẹp như vậy, vợ của mình thì mình phải thương rồi. Người phụ nữ vỗ nhẹ vào chiếc bụng đói của mình và sốt ruột chờ đợi. Cuối cùng anh chồng mang đồ ăn lên và trực tiếp phục vụ vợ. Anh nhanh chóng xới cơm cho vợ. Người vợ nhận lấy cơm và ăn một miếng to. Trong chốc lát bát cơm đã trống trơn. Sau khi ăn uống no say thì liền chợp mắt ngay lập tức. Những việc nhỏ như rửa bát nhất định do anh chồng làm. Việc của cô ấy chỉ cần béo thôi là đủ. Người phụ nữ cũng nói với nhóm chương trình bí quyết để giữ dáng của mình chính là ăn thật nhiều cơm. Bởi vì gạo thuộc loại carbohydrate nên nó có thể duy trì cơ thể của chúng ta tốt. Sau đó ăn xong thì đi ngủ. Để giúp vợ đi lại dễ dàng hơn, anh chồng còn chu đáo tạo ra một chỗ ngồi riêng. Cô ấy trèo lên ghế một cách khó nhọc, nhưng không ngờ dù đã ga hết cỡ nhưng xe vẫn không di chuyển. Người chồng đẩy xe ra đường bằng phẳng thì xe mới đi được. Trên đường anh chồng tự mãn và luôn khoe mẽ vợ của mình. Có thể thấy trong làng có rất nhiều xe máy được cải tiến giống như anh ấy. Như thế đều có nghĩa là ở nhà có một người vợ hơn 100 cân. Đó là biểu tượng của địa vị, và nó sang trọng hơn một chút so với BMW Benz. Còn lắp đặt một tấm che nắng mưa, nhóm chương trình không khỏi thắc mắc chẳng lẽ không có cô gái nào gầy trong làng sao? Sau khi tìm kiếm trong làng cả nửa ngày trời thì cuối cùng cũng nhìn thấy một cô gái rất gầy. Cô gái trông có vẻ không tự tin, hỏi thăm mới phát hiện ra rằng cho đến nay cô ấy vẫn chưa có bạn trai và trở thành một trong số ít phụ nữ lớn tuổi còn sót lại trong làng. Người cha ở bên lo lắng nói chỉ cần con lấy chồng chứ không cần sính lễ của hồi môn ba tỏi. Cho dù như vậy thì vẫn không có ai hỏi cưới. Cô ấy cảm thấy tự ti vì điều này. Nhưng dù cô ấy có ăn thế nào cũng không béo, vì vậy cô ấy gần như bị trầm cảm. Nhóm chương trình liền làm mai mối tìm đối tượng cho cô ấy. Họ dẫn một người đàn ông vô gia cư trên đường phố tới, nhưng anh ấy lắc đầu khi nhìn thấy cô gái và cho biết mẫu người lý tưởng của anh ấy là béo. Nói xong trực tiếp quay người rời đi. Điều khiến một cô gái thấy không công bằng là bạn thân của cô ấy là một người đẹp chuẩn và được rất nhiều người cầu hôn. Cô bạn thân vừa về nhà thì liền có ba người xuất hiện cầu hôn. Một trong số họ đã theo đuổi cô ấy được 2 năm. Họ ngồi xổm ở cửa nửa ngày trời chỉ để nhìn cô ấy một cái. Họ vẫn đứng ở đó cho đến tối mới rời đi và còn nói ngày mai sẽ quay lại. Có thể thấy cô ấy cũng rất thích cảm giác được nhiều người theo đuổi. Vì vậy tiêu chuẩn cái đẹp chưa bao giờ có một quy chuẩn nhất định. Mỗi người đều có tình yêu của riêng mình, bản thân thấy thích mới là quan trọng nhất. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.